Thấy gì từ việc Thượng tọa Thích Chân Quang bị cấm thuyết giảng? Thực hư Thượng tọa Thích Chân Quang đeo đồng hồ Rolex tiền tỷ gây xôn xao cộng đồng mạng. Biển Đông khả năng đón áp thấp nhiệt đới trong tuần tới. 214 chủ căn hộ chung cư bỗng dưng bị siết nợ sau hàng chục năm sinh sống. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Theo nguồn tin từ báo Công Thương, Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bị Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ luật bằng lệnh cấm thuyết giảng dưới mọi hình thức trong 2 năm. Quyết định được đưa ra sau khi ban tôn giáo chính phủ vào cuộc yêu cầu thẩm tra những bài thuyết giảng của ông Thích Trân Quang. Ngoài việc bị cấm thuyết giảng, Thượng tọa Thích chân Quang cũng không được tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà ông làm trụ trì cũng như ở các địa điểm khác. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng yêu cầu ông Thích Trân Quang phải thu hồi tất cả các phái quy y tam bảo có nội dung tự sửa một trong năm giới không đúng với giới luật ngũ giới do Đức Phật chế trong giới luật Phật giáo đồng thời gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang xã hội trên mạng xã hội quyết định của giáo hội Phật giáo Việt Nam được đánh giá là động thái kịp thời và nhận được sự đồng tình rộng rãi từ công chúng bởi quyết định kỷ luật này không chỉ giải quyết một vấn đề cụ thể liên quan đến ông thích chân quang mà còn mang ý nghĩa lớn hơn trong việc bảo vệ giá trị đạo đức và tôn giáo trong xã hội hiện đại. Việc nhanh chóng hành động để loại bỏ những yếu tố gây xáo trộn, hoang mang trong cộng đồng Phật tử và xã hội cho thấy sự quản lý chặt chẽ, nghiêm cẩn và tinh thần trách nhiệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phật giáo với những giáo lý nhân văn và hướng thiện, luôn hướng đến việc xây dựng một xã hội hòa bình và từ bi. Những phát ngôn và hành động thiếu chuẩn mực từ các giảng sư có thể làm xói mòn niềm tin của công chúng vào tôn giáo và làm tổn hại đến hình ảnh của Phật giáo. Vì vậy, việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiên quyết xử lý và kỷ luật những trường hợp vi phạm là điều rất cần thiết để bảo vệ giá trị và uy tín của tôn giáo. Kỷ luật nghiêm khắc đối với ông Thích Trân Quang cũng là một lời nhắc nhở đối với tất cả các giảng sư. Việc truyền bá giáo lý phải được thực hiện một cách có trách nhiệm dựa trên các giá trị cốt lõi của Phật giáo và không gây hoang mang hoặc tổn hại đến cộng đồng. Trong thời gian qua, những bài thuyết giảng của ông thích trân quang đã gây ra nhiều tranh cãi và bức xúc trong dư luận các phát ngôn như đi du lịch nhiều sẽ bị liệt hát karaoke chết thành ma cầm và nằm võng mất phước đã gây ra sự phẫn nộ không chỉ vì tính vô căn cứ mà còn vì chúng làm tổn hại đến hình ảnh của phật giáo trong mắt công chúng hy vọng với sự minh bạch và trách nhiệm giáo hội phật giáo việt nam sẽ tiếp tục duy trì sự trong sạch và uy tín của phật giáo đồng thời tái lập niềm tin và sự tôn nghiêm trong cộng đồng Phật tử. Liên quan việc kỷ luật thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì Thiền Tôn Phật Quang ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trưa 19 tháng 6, đại diện văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, thượng tọa Thích Chân Quang đã tiếp nhận quyết định kỷ luật của Trung ương Giáo hội. Đại diện văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, thượng tọa Thích Chân Quang đã rất tích cực tiếp nhận quyết định kỷ luật của Trung ương Giáo hội một cách chân thành. Thượng tọa Thích Trân Quang cũng đã bắt đầu tháo gỡ các video thuyết giảng trên trang YouTube Pháp Quang Sen Hồng của chùa Thiền Tôn Phật Quang. Anh em bên chùa Phật Quang cũng đang xử lý thêm. Vị này cũng cho biết thời gian tới Thượng tọa Thích Trân Quang sẽ tạm đóng kênh YouTube Pháp Quang Sen Hồng để xử lý các thông tin. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đánh giá đây là thái độ tích cực đáng ghi nhận của Thượng tọa Thích Trân Quang. Theo ghi nhận, kênh YouTube Pháp Quang Sen Hồng hiện đã tháo gỡ một số video thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang từng bị phản ứng mạnh. Trước đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký văn bản kết luận về việc xử lý kỷ luật Thượng tọa Thích Chân Quang. Văn bản ghi rõ, sau khi họp, xem xét và thẩm tra báo cáo về các nội dung thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang, Hội đồng Trị sự đưa ra quyết định kỷ luật không được thuyết giảng dưới mọi hình thức không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền Tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Thiền Tôn Phật Quang và Thượng Tọa Thích Trân Quang phải thu hồi tất cả các phái quy y tam bảo có nội dung tự sửa một trong năm giới không đúng với giới luật ngũ giới do Đức Phật chế trong giới luật Phật giáo. Gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang xã hội. Thượng Tọa Thích Trân Quang và Ban Quản lý Thiền Tôn Phật Quang phải chấn chỉnh sinh hoạt của các đạo tràng Chúng thanh niên Phật quang tại các tỉnh, thành phố không đưa các bài giảng của thượng tọa Thích Chân Quang lên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian thượng tọa Thích Chân Quang nhập thất sám hối tại Thiền Tôn Phật Quang, giao cho Ban Tăng sự Trung ương, Ban Pháp chế Trung ương, Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giám sát việc thi hành kỷ luật trong thời gian 2 năm. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có trách nhiệm hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tăng, ni đang tu tập tại thiền tôn Phật Quang được ổn định theo đúng hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật nhà nước. Theo nguồn tin từ báo Công Thương, những ngày qua, trên các trang mạng xôn xao thông tin, những bài giảng có phần huyễn hoặc, phi thực tế của Thượng tọa Thích Trân Quang đã được nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh công nhận và cho phép xuất bản thành đĩa CD. Cụ thể, ngày 5 tháng 7 năm 2019, bà Đinh Thị Thanh Thủy, khi đó là giám đốc, tổng biên tập nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, đã ký ban hành quyết định số 724 quy đề TTT PHCM 2019, quyết định xuất bản, xuất bản phẩm có tên CD Lợi ích của người biết tin nhân quả, của tác giả Dịch giả Thượng tọa Thích Trân Quang. Xuất bản phẩm này được biên tập bởi biên tập viên Trần Thị Anh, đối tác liên kết xuất bản là công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa Pháp Quang. Số lượng in 1.000 bản, mã số sách tiêu chuẩn quốc tế ISBN 978 604 58 9510 8. Xuất bản phẩm cũng được in luôn tại công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa Pháp Quang. Tìm hiểu cho thấy, công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa Pháp Quang được thành lập từ tháng 7 năm 2004, đặt trụ sở tại số 28 Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là nhân bản sao chép bằng đĩa. Lần theo thông tin doanh nghiệp, phát hiện sự thật khá bất ngờ. Cụ thể, theo đăng ký thay đổi ngày 13 tháng 9 năm 2016, danh sách thành viên góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa Pháp Quang gồm ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang, ông Phan Văn Phước và ông Lê Nhật Tân. Trong đó, Thượng tọa Thích Chân Quang đăng ký góp 2,4 tỷ đồng để sở hữu 80% vốn điều lệ ông Phan Văn Phước và ông Lê Nhật Tân mỗi cá nhân đăng ký góp 300 triệu đồng qua đó mỗi người sở hữu 10% vốn điều lệ từ năm 2016 đến năm 2022 doanh nghiệp này nhiều lần thay đổi đăng ký kinh doanh trong đó chủ yếu thay đổi các thành viên góp vốn Tuy nhiên riêng thượng tọa Thích Chân Quang vẫn luôn giữ vững tỷ lệ góp vốn là 2,4 tỷ đồng không thay đổi trên website công ty pháp quang.com giới thiệu công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa pháp quang là chủ sở hữu của website có tên miền công ty pháp quang.com và website tên miền công ty pháp quang.vn đồng thời cũng là chủ sở hữu của ứng dụng trên thiết bị di động pháp quang đối với website công ty pháp quang.vn đây là tên miền được đăng ký từ ngày 18 tháng 10 năm 2018 ngày hết hạn là 18 tháng 10 năm 2026 Đáng chú ý, tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền này là ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Trân Quang. Tuy nhiên, thời điểm ngày 18 tháng 6 năm 2024, website này không thể truy cập được. Còn tại website công ty pháp quang.com, giới thiệu và bán rất nhiều loại sách như kinh sách Phật giáo, truyện tranh đỉnh núi tuyết, cuộc đời Đức Phật, hay tượng tranh Phật, tranh nhân quả, dụng cụ thờ cúng, máy nghe pháp, thẻ nhớ, hàng lưu niệm, thực phẩm chức năng. Trong đó, có nhiều sách kinh Phật được giao bán với mức giá hơn 100.000 đồng và nhiều sách đề tác giả là Thượng tọa Thích Chân Quang như Tứ Diệu Đế, Bản Tuyên Ngôn của Phật, tập 1, Khổ Đế, giá 140.000 đồng. Nhân quả là chìa khóa của những điều bí ẩn, giá 85.000 đồng. Nghiệp và kết quả, tái bản lần thứ 9, năm 2023, có giá 120.000 đồng. Triết lý về tiền bạc có giá 55.000 đồng. Luận về nhân quả giá 95.000 đồng. Đáng chú ý, website công ty pháp quang.com cũng đăng tải và giao bán rất nhiều loại thực phẩm chức năng như trà giảm cân, làm đẹp, bột dinh dưỡng, giá từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng. Trong đó phải kể đến trà thảo mộc giảm cân, hoa sâm đất có giá 55.000 đồng, bột dinh dưỡng corona giá 160.000 đồng, viên hòa địa long Hồn Quốc S có giá 388.000 đồng, trà làm đẹp giảm cân làm đẹp da kiểu mạch vàng có giá 55.000 đồng. Trà thảo mộc làm đẹp da lá khế giá 55.000 đồng. Theo nguồn tin từ báo Công Thương, thời gian qua trên các nền tảng mạng xã hội, lan truyền các clip thuyết giảng, hình ảnh về thượng tọa thích chân quang gây xôn xao. Clip và hình ảnh vị thượng tọa trụ trì tại chùa Phật Quang, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xuất hiện như cơn bão hướng vào bậc tu sĩ này dù chưa biết thực hư như thế nào nhưng đã để lại nhiều luồng ý kiến trái chiều, thiếu tính khách quan của người dùng mạng xã hội. Một trong những hình ảnh mà cư dân mạng để ý nhiều nhất những ngày qua là chiếc đồng hồ thượng tọa thích chân quang đeo khi thuyết giảng, được đồn thổi là đồng hồ Rolex tiền tỷ. Từ chiếc đồng hồ trên tay thượng tọa thích chân quang, chưa rõ là hàng xịn hay là đồ phách, thật hay giả, đã để lại lan sóng bàn tán suốt những ngày qua. Nhiều người cho rằng, việc một vị sư đeo đồng hồ đắt tiền như vậy là không phù hợp với hình ảnh thanh bạch và giản dị của giới tu hành con của đức phật tuy nhiên cũng có những ý kiến cho rằng việc sở hữu tài sản cá nhân không nhất thiết phải đi ngược lại với tinh thần tu hành và rất có thể chiếc đồng hồ mà vị thượng tọa trụ trì tại chùa phật quang đeo được công chúng yêu quý tặng sau khi thông tin thượng tọa thích trân quang đeo đồng hồ rolex tiền tỷ xuất hiện đã có nhiều clip của những chuyên gia người am hiểu và buôn bán đồng hồ phân tích về chiếc đồng hồ mà vị thượng tọa này đeo là những thông tin bẩn xuyên tạc Liên quan đến vấn đề này, Đại đức Thích Toàn Chuẩn, đệ tử, người thân cận và có nhiều năm theo chân Thượng tọa Thích Chân Quang học pháp, đã lên tiếng để làm rõ thực hư câu chuyện về chiếc đồng hồ nói trên. Đại đức Thích Toàn Chuẩn cho biết, phía nhà chùa cũng như Thượng tọa Thích Chân Quang đều nắm được các thông tin nói trên và cho rằng những hình ảnh cắt ghép, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về Thượng tọa Thích Chân Quang đã được đăng tải từ hàng chục năm trước chứ không phải bây giờ mới xuất hiện. Tuy nhiên, theo Đại đức Thích Toàn Chuẩn Thời gian gần đây, những hình ảnh cắt ghép, thông tin sai sự thật bỗng xuất hiện dày đặc, tạo thành làn sóng trên mạng xã hội, rất có thể là có động cơ, mục đích gì nhằm vào thượng tọa Thích Chân Quang và các bậc tu sĩ. Và những thông tin thất thiệt này là tội ác với nhiều người. Đại đức Thích Toàn Chuẩn cho hay, dưới góc độ thời gian và hình ảnh về chiếc đồng hồ Rolex tiền tỷ được cho là thượng tọa Thích Chân Quang đeo có sự bất nhất, thiếu logic, quy chụp và bẻ lái, khiến nhiều người lầm tưởng đây là chiếc đồng hồ đắt tiền. Đại đức thích toàn chuẩn cho biết và khẳng định, có nhiều người sau khi xem clip gốc và clip cắt ghép cũng đã phân tích làm rõ vấn đề này. Clip gốc sư phụ đeo đồng hồ 5 năm trước, nhưng đến 5 năm sau hãng mới ra loại đồng hồ này thì về mặt thời gian và hình ảnh đều phi logic. Đó là hình ảnh cắt ghép một cách trắng trợn. Theo vị đại đức, nếu trong trường hợp thượng tọa thích chân quang giúp Phật tử mà được Phật tử có tấm lòng yêu mến, nhớ ơn Tặng chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền chẳng lẽ không đeo, đeo để ghi nhận tấm lòng của người tặng. Đại đức Thích Toàn Chuẩn cho biết thêm, người bình thường cũng có thể thấy hình ảnh cắt ghép một cách trắng trợn, bẻ lái thông tin, khiến cho mọi người hiểu sai bản chất vấn đề. Sư phụ từng chịu sự cay đắng về thông tin sai sự thật từ lâu, nhưng bây giờ thông tin sai tràn lan mà không biết xử lý như thế nào, chỉ mong các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ các thông tin. Đại đức Thích Toàn Chuẩn cho rằng, người dân Đặc biệt các Phật tử hãy thật tỉnh táo có cái nhìn khách quan, đa chiều trước các thông tin trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng để tránh bị dẫn dắt kiểu lấp lửng, bởi một nửa sự thật thì không thể là sự thật. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, khoảng từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 6, khu vực Bắc và giữa biển Đông khả năng hình thành một vùng áp thấp. Dự báo Vùng áp thấp này sau đó khoảng từ 65 đến 75% mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và khoảng từ 20 đến 30% mạnh lên thành bão. Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 6, áp thấp nhiệt đới hoặc bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc và giữa của biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và khu vực vịnh Bắc Bộ. Ảnh hưởng của vùng áp thấp sau có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão khu vực Bắc và giữa biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 6, thời tiết chuyển xấu. Cơ quan khí tượng dự báo, từ nay đến tháng 9, trên biển Đông có thể xuất hiện từ 5 đến 7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng từ 2 đến 3 cơn đổ bộ vào đất liền. Trên phạm vi cả nước, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông, lốc, xét và gió giật mạnh. Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, mưa rào và rông mạnh. Trong mưa rông, có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2 m Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Gần đây, hơn 200 hộ dân sống tại khu chung cư cao tầng Phú Thạnh, số 53, đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh như ngồi trên đống lửa, cuộc sống bị đảo lộn. Ông Nguyễn Hoàng Nhân, chủ căn hộ C403 cho biết, vào năm 2012 Ông ký hợp đồng mua bán căn hộ C403, diện tích 90,5 m2 với công ty cổ phần xây dựng công trình 585 do tổng giám đốc Thân Đình Cường làm đại diện và đã trả 1 tỷ 221 triệu đồng, tức 95% tổng số tiền. Phía công ty 585 hứa trong vòng 24 tháng sẽ trao chủ quyền, tức sổ hồng cho người mua căn hộ. Khi đó, người mua trả nốt số tiền 5% còn lại. Ông Nhân chia sẻ đến nay đã 12 năm. Công ty 58 năm, năm không có bất cứ động thái nào làm các thủ tục trình nhà nước để cấp sổ hồng cho tôi cũng như hàng trăm chủ hộ khác. Bỗng nhiên vài ngày trước, Ban Quản trị Trung cư gửi cho gia đình tôi và hàng trăm gia đình khác tờ thông báo số 285-2024-TB-CNT-PHCM của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, VAB, với nội dung đòi siết căn nhà là tài sản của gia đình chúng tôi đã mua đã ở hàng chục năm qua. Theo đó, thông báo số 285 của VAB ký ngày 6 tháng 6 gửi cho công ty 585 và ban quản trị trung cư Phú Thạnh với nội dung yêu cầu 214 chủ sở hữu căn hộ trong trung cư phải bàn giao căn hộ cho ngân hàng. Lý do được VAB nêu trong thông báo siết nhà người dân đã mua là căn cứ vào hợp đồng tín dụng số 55 DN VAB SGD HDTDH ngày mùng 2 tháng 8 năm 2010 ký giữa VAB với công ty 585. Các hợp đồng thế chấp số 104 DN VAB SGD TCT STTL ngày mùng 8 tháng 4 năm 2010 và hợp đồng tài chính số 03 DN VAB SGD TCT STTL ngày 24 tháng 1 năm 2011 do VAB ký với công ty 585. Thông báo của VAB nêu, công ty 585 đã sử dụng tài sản thế chấp là 214 căn hộ thuộc dự án khu trung cư cao tầng Phú Thạnh để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ nợ của công ty 585 tại VAB. Hiện nay, khoản nợ vay của công ty 585 đã bị nợ quá hạn, đã vi phạm các điều khoản của hợp đồng tín dụng và hợp đồng tài chính đã ký kết. Ngân hàng sẽ khởi kiện công ty 585 tại tòa án các cấp có thẩm quyền để yêu cầu xử lý phát mại tài sản thế chấp là 214 căn hộ theo danh mục đính kèm. Kể từ ngày nhận được thông báo này, VAB đề nghị công ty 585 hoặc Ban Quản trị Trung cư Phú Thạnh thông báo đến các ông, bà đang sử dụng tài sản thế chấp, tức 214 căn hộ, có nghĩa vụ phối hợp và bàn giao tài sản cho ngân hàng để xử lý, thu hồi nợ vay công ty 585 theo thỏa thuận đã ký trong hợp đồng tín dụng, hợp đồng tài chính chủ đầu tư đã thế chấp các căn hộ cho ngân hàng để vay tiền. Bỗng dưng nhận được thông báo của VAB muốn siết căn hộ mà hàng trăm người dân đã mua, đã trả 95% số tiền và ở hơn 10 năm qua. Ông Nguyễn Hoàng Nhân bức xúc nói: "Việc VAB ban hành thông báo số 285 để yêu cầu người dân phải bàn giao căn hộ cho VAB là điều phi lý." Ông Nguyễn Huỳnh Anh Kiệt, chủ căn hộ C1711 cho biết: "Năm 2013, gia đình ông mua căn hộ C1711 sau khi thanh toán 95% số tiền, gia đình được công ty 585 hứa trong 2 năm sẽ làm các thủ tục để được nhà nước cấp sổ hồng. Nhưng đến nay, chúng tôi vẫn không nhận được bất cứ giấy tờ nào. Vấn đề đặt ra ở đây là tại sao công ty 585 đã bán cho nhiều hộ dân, nhận 95% số tiền nhưng lại đem căn hộ đã bán để thế chấp ngân hàng. Hành vi này là vi phạm pháp luật. Tương tự, ông Lê Tuấn Mỹ, chủ căn hộ B1408 nghẹn ngào nói: Khi mua căn hộ Vợ chồng chúng tôi đâu biết nhà đã bị chủ đầu tư đem thế chấp. Vợ chồng tôi đã giải yếu, tài sản duy nhất là căn hộ đang ở. Nay nhận được thông báo của ngân hàng đòi siết nhà, thì gia đình chúng tôi sẽ ở đâu? Còn anh Nguyễn Duy Khang, chủ căn hộ C1501 nói, sau khi nhận thông báo của ngân hàng đòi siết nhà, trong khi chúng tôi không thế chấp, không riêng gì gia đình tôi mà hàng trăm hộ dân khác đã vô cùng bức xúc, cuộc sống của gần nghìn người bị đảo lộn. Tương tự đối với chị Trần Thị Hồng Loan, từ hơn 10 năm qua, chị Loan nhiều lần gọi điện cho chủ đầu tư để đòi sổ hồng nhưng chỉ nhận được lời hứa hẹn. Ngày 18 tháng 6, cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an thông tin về loại ma túy cực độc có tên gọi là fentanyl. Theo C04, fentanyl đang bị lạm dụng phổ biến tại Mỹ và một số nước. Năm 2023 Nước Mỹ ghi nhận khoảng 100.000 ca tử vong từ 18 đến 45 tuổi do sử dụng fentanyl quá liều. Đại diện C04 thông tin tại buổi họp báo, người sử dụng không có kinh nghiệm rất dễ tử vong vì họ không biết đang dùng loại gì và hàm lượng bao nhiêu. Số người nghiện ma túy ở nước ta còn cao. Theo thống kê toàn quốc có gần 223.000 người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy. Trong khi đó, công tác cai nghiện còn nhiều khó khăn. Hiện Công tác giám định chưa phát hiện fentanyl và các chất dẫn xuất của nó được thu giữ tại Việt Nam. Tuy nhiên, trước xu thế mở rộng thị trường của các loại ma túy này từ châu Mỹ sang khu vực châu Đại Dương và lan rộng sang châu Á, việc xuất hiện loại ma túy này tại khu vực và Việt Nam là tất yếu. C04 dự đoán sẽ sớm xuất hiện chất ma túy nhóm fentanyl 1 trong khu vực và Việt Nam và để phòng tránh hiểm họa fentanyl chưa hết cần tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền cho toàn dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh sinh viên về tác hại của hiểm họa ma túy, cảnh giác cao với các loại ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thảo mộc như cỏ Mỹ, bóng cười, vân vân. Theo cơ quan kiểm soát dịch bệnh Mỹ CDC, fentanyl là một loại thuốc viện tổng hợp mạnh được ước tính có tác dụng mạnh hơn heroin 50 lần và mạnh hơn morphine 100 lần, thường được gọi là thuốc sát sống. Tại Mỹ Fentanyl được bán dưới dạng viên nén, dạng bột hoặc dung dịch với các tên quen thuộc như xứ trắng, heroin tổng hợp. Đôi khi chúng được bán lẻ dưới dạng bột hòa với cocaine hoặc heroin hoặc dưới dạng tân dược chứa fentanyl giả. Về mặt y tế, fentanyl là một chất thuộc nhóm thuốc giảm đau opioid, nhóm các chất tự nhiên và tổng hợp có nguồn gốc từ thuốc phiện, được sử dụng có kiểm soát kê theo đơn trong điều trị bệnh ở nhiều nước bằng cách tiêm bơm vào đường truyền dịch, xịt vào mũi đặt vào miệng hoặc dán miếng dán lên da. Tuy nhiên, fentanyl cũng được tổng hợp bất hợp pháp và được sử dụng như một loại ma túy, thường trộn lẫn với heroin, cocaine hoặc ma túy tổng hợp để tăng độ phê. Việc sử dụng fentanyl được điều chế bất hợp pháp còn nguy hiểm hơn rất nhiều vì những sản phẩm này không được kiểm định chất lượng, hàm lượng, có khi chỉ một lượng cực nhỏ đã có thể gây tử vong cho người sử dụng. Không chỉ uống hoặc tiêm trích fentanyl và các dẫn xuất mới gây nguy hiểm, trong một số trường hợp, chỉ cần vô tình hít phải hoặc để dây ra tay hoặc các niêm mạc mắt, mũi, miệng cũng gây nhiễm độc cho cơ thể. Theo Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, khả năng fentanyl gây tử vong cho người cao hơn nhiều lần so với heroin. Việt Nam đã đưa fentanyl vào danh mục 2, các chất ma túy được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền tại Nghị định số 57 của Chính phủ. Hiện nay, Cơ quan Kiểm soát Ma túy Quốc tế INCB đã ghi nhận sự xuất hiện của hơn 150 chất có liên quan đến fentanyl nhưng không có ứng dụng về mặt y học. Cơ quan Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm UNODOC cũng ước tính các phòng thí nghiệm có thể đã tổng hợp ra hàng trăm chất tương tự fentanyl. Bên cạnh đó, C04 phối hợp với các cơ quan chức năng như hải quan, quản lý thị trường, công thương, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý các loại hàng hóa là thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc được nhập vào Việt Nam và việc xuất nhập khẩu, lưu thông, kê đơn sử dụng thuốc chứa fentanyl trong điều trị. Bộ Tài chính đề xuất chi mua tin, tài liệu phục vụ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của Ban chỉ đạo các cấp với kinh phí tối đa 50 triệu đồng một tin. Nội dung trên được đề cập tại dự thảo thông tư quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực các cấp đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến nhân dân. Đáng chú ý, tại khoản 4 điều 3, dự thảo thông tư đã đề cập đến các khoản chi phục vụ hoạt động đặc thù của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Trong đó có nội dung chi mua tin, tài liệu phục vụ công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Về mức chi của nội dung này, Bộ Tài chính nêu chi mua tin tối đa 50 triệu đồng một tin. Căn cứ nội dung, tính chất của tin được cung cấp, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương quyết định mức chi đối với từng trường hợp cụ thể. Trường hợp đặc biệt, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương báo cáo tập thể Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét quyết định việc quản lý sử dụng kinh phí mua tin theo chế độ mật. Bên cạnh đó, các khoản chi phục vụ hoạt động đặc thù của Ban Chỉ đạo các cấp còn bao gồm chi khen thường, biểu dương các tập thể cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực hàng năm hoặc đột xuất, chi mua sắm, sửa chữa tài sản chuyên dùng, hay các khoản chi khác phục vụ cho hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo Cấp tỉnh do trưởng ban hoặc phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương hoặc Ban Chỉ đạo Cấp tỉnh phê duyệt nếu có. Liên quan đến nguồn kinh phí, điều 2 của dự thảo cho hay, bao gồm nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật nếu có. Về nguồn ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính quy định ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí hoạt động của ban chỉ đạo trung ương kinh phí được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của văn phòng trung ương đảng phân bổ qua ban nội chính trung ương ban nội chính trung ương có trách nhiệm trực tiếp chi tiêu và bảo đảm các điều kiện tài sản chuyên dùng phục vụ cho hoạt động của ban chỉ đạo trung ương trong trường hợp ban chỉ đạo trung ương sử dụng bộ máy tổ chức cán bộ công chức viên chức và phương tiện của các cơ quan tổ chức có liên quan để phục vụ nhiệm vụ của ban chỉ đạo trung ương ngoài các chi phí do ban nội chính trung ương chi trả theo quy định thì các chi phí phát sinh khác do các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ cân đối trong dự toán chi thường xuyên hàng năm được giao để thanh toán còn ngân sách địa phương sẽ bảo đảm kinh phí hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh kinh phí được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của văn phòng tỉnh ủy thành ủy phân bổ qua ban nội chính tỉnh ủy thành ủy văn phòng tỉnh ủy thành ủy có trách nhiệm trực tiếp chi tiêu và bảo đảm các điều kiện tài sản chuyên dùng phục vụ trong hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh. Trường hợp ban chỉ đạo cấp tỉnh sử dụng bộ máy tổ chức, cán bộ, công chức viên chức và phương tiện của các cơ quan tổ chức có liên quan của địa phương để phục vụ nhiệm vụ của ban chỉ đạo cấp tỉnh. Ngoài các chi phí do văn phòng tỉnh ủy, thành ủy chi trả theo quy định tại thông tư này, các chi phí phát sinh khác do các sở, ban ngành tại địa phương cân đối trong dự toán chi thường xuyên hàng năm được giao để thanh toán.